các anh chị đây. Một lời chúc sức khỏe lần nào thân thương và nồng nhiệt nhất à. Người ta nói là cuối cùng đó à. Mọi người à, lấy là ở trong này hình như là một người dễ thương à. Đối với em, một người em cũng sẽ hát hết mình đúng không ạ? Chỉ cần trái tim chúng ta gắn liền với nhau. Và bây giờ em muốn nói một câu được không ạ? Đã ngồi đây là người nhà với nhau, không có ca sĩ nào đây chưa? Em muốn tất cả chúng ta là gia đình. Một tráng tay thật to đi được không ạ? Rồi, dĩa. Và sân khấu nó hơi bập bênh một xíu. Nếu mà có trục trặc thì mọi người bỏ qua nha. Và em gửi tặng chúng ta một ca khúc nằm trong album của em đã phát hành. Ca khúc được mang tên Ngày Xưa Anh Đến ạ. Hãy subscribe.